trước đây diện tích đất này là chuyển đổi từ cái đất lúa kém hiệu quả. Tôi tìm hiểu và tham khảo anh em bạn bè giúp đỡ, tôi mạnh dạn đưa cây ổi vào trồng. Trên diện tích này đầu tiên là chúng tôi trồng khoảng độ 200-300 cây. Sau cảm thấy là nó rất phù hợp với cái loại đất này, chúng tôi mở rộng mô hình. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã có hàng nghìn cây ổi. Tuổi thì chúng tôi sẽ cắt nó thoáng ra để cho nó phát triển cành ngánh. Còn những cây khoảng độ 2-3 hoặc 4 năm tuổi, tôi cắt tạo tánh để nó rất nhiều, cho nó được nhiều cái cành răm để cho nó ra quả và ra hoa nó đồng đều. Đối với cây ổi thì là cái độ ẩm của nó là rất cao, vì cây ổi nó chịu được úng khoảng độ 3-4 ngày, nhưng nếu mà hạn quá thì là quả nó sẽ đét, nó sẽ không mẫu mã, nó sẽ không đẹp. Và nó muốn làm cây ổi nó tốt thì là thường xuyên phải tưới nước, bơm nước lên cho cây ổi để tạo ra cây ổi nó có độ ẩm thích hợp nhất để cho cái mẫu mã vào trái quả nó được đẹp nhất. Sắp sửa ra nụ ra hoa là cần thiết cái độ ẩm nó tương đối là thích hợp để kết hợp cùng với phân bón để cho kích hoa ra cho nó đồng đều. Trước khi ra hoa khoảng một tháng, chúng ta sẽ bón với một gốc khoảng hơn một cân NPK. Đến lúc đỗ quả, chúng ta lại bón lại một lần nữa. Và đến trước khi thu hoạch một tháng, chúng ta lại bón thêm một đợt nữa để cho quả nó có độ ngọt. Lưu ý của ấy là phải bón đúng và đủ thì cây ổi phát triển sinh trưởng nó sẽ được tốt. Chúng ta mà bón nó không ấy thì thế hàm lượng quả và cây nó sẽ kém phát triển. Việc bao trái ổi thì ra hoa được khoảng độ một tháng, tức là khi quả ổi nó to bằng ngón chân cái thì chúng ta tiến hành bọc, thường xuyên đi kiểm tra xem là cái bao nào nó bị hỏng hoặc là nó bị tuột, chúng ta sẽ phải lấy lại và xem có bọ thì chúng ta phải bắt. Cái sâu bọ thứ nhất là bọ đúng gốc, cái thứ hai là nấm, cái thứ ba là bọ quấn lá. Trước khi chúng ta cắt tỉa, chúng ta phải phun thuốc phòng chống nấm. Khi bật lá chồi non lên ra nụ, chúng ta phun phòng sâu quấn lá. Cái loại thán thư thì chúng ta phải, trước khi bọc chúng ta phải phun trước một tuần, xong rồi chúng ta mới bọc, để lúc đấy quả nó sẽ được đẹp và nó sẽ không bị sâu bọ nữa. Sau quá trình bọc xong thì chúng ta sẽ không phun thuốc nữa.
trước khi từ khi trồng cho đến khi một năm thì bắt đầu được thu hoạch. Tùy theo lứa tuổi của cây, như giả dụ cây 4 năm tuổi thì là mỗi một năm một gốc sẽ thu được khoảng độ 1 tạ ổi. So với những cái cây trồng khác truyền thống thì là tôi thấy là gia đình tôi thấy là cây ổi nó sẽ năng suất hơn và đạt hiệu quả cao hơn là những cây trồng khác. Mới năm nay thì bắt đầu mới làm, đi học hỏi mấy anh em làm cùng nhau. Từ kinh nghiệm học tập được thì bọn năm từ bây đến cuối năm bọn tôi áp dụng theo cái hướng dẫn của anh em truyền lại cho để cho cây ổi nó ra quả được quanh năm theo ý muốn thì sẽ hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn là như mọi năm tôi làm. Với cái thế mạnh của đất đồng đất cao xá, đó là diện tích đất nông nghiệp bằng phẳng, do vậy là quy hoạch để thành vùng sản xuất các mô hình rất thuận tiện. Do vậy là trong thời gian tới là ủy ban xã cũng sẽ chỉ đạo khu dân cư cùng với các hộ dân là sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình cây trồng để tăng năng suất cho các hộ dân, để làm sao đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho các hộ dân.